Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Công an phường Đức Chính vừa phối hợp tổ chức tuyên truyền phòng chống xâm hại, tai nạn thương tích và đuối nước, phòng chống ma túy, thuốc lá điện tử cho gần 300 thanh thiếu nhi tại 6 khu phố trên địa bàn phường. Bằng cách truyền tải hấp dẫn, lôi cuốn, lãnh đạo Công an phường Đức Chính đã truyền tải đến thanh thiếu nhi trên địa bàn phường về các nội dung liên quan đến phòng chống ma túy, thuốc lá điện tử, như cách nhận biết các loại ma túy hiện nay, tác hại của ma túy, bóng cười, thuốc lá điện tử đến sức khỏe, pháp luật quy định như thế nào khi tàng trữ sử dụng, mua bán trái phép chất ma túy. Đồng thời, đưa ra các tình huống thực tế khi thanh thiếu nhi bị rủ rê sử dụng, mua bán ma túy, được ngụy trang dưới các loại kẹo, trà sữa, sô-cô-la để thanh thiếu nhi hiểu và tránh xa. Nhằm trang bị cho các em học sinh kỹ năng phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích, Đoàn Thanh niên Phường Đức Chính đã phổ biến về một số nội dung như các nguyên nhân chủ yếu gây ra đuối nước, kỹ năng xử lý tình huống, nhận biết các tình huống có thể xảy ra đuối nước và các biện pháp phòng tránh đuối nước, tai nạn thương tích, phòng chống xâm hại trẻ em. Qua buổi tuyên truyền, trang bị cho thanh thiếu nhi của phường Đức Chính có thêm kiến thức kỹ năng phòng chống xâm hại, tai nạn thương tích và đuối nước, phòng chống ma túy, thuốc lá điện tử, giúp các em an toàn trong cuộc sống, trở thành những người công dân có ích cho gia đình và xã hội.